Tiếp theo là phần tin về tạo sân chơi cho trẻ tại các địa phương. Ngoài việc mở các lớp năng khiếu cho các em thanh thiếu nhi, nhà thiếu nhi tỉnh đã mở các lớp trải nghiệm kỹ năng sống cho các cháu từ 10 tới 14 tuổi. Ngoài việc giảng dạy các kỹ năng mềm như việc gấp chăn màn, kỹ năng giao tiếp ứng xử, quản lý tài chính, trải nghiệm làm người nông dân, học về đạo hiếu, vân vân, thì năm nay các em còn được học tập và trải nghiệm trong môi trường quân đội. Làm quen với nền nếp và tác phong trong quân đội, hiểu về cuộc sống, sinh hoạt của các chú bộ đội, các em đã có được những trải nghiệm đáng nhớ trong dịp hè, giúp các em rèn luyện được sự tự tin, tự lập trong cuộc sống. Ngoài ra, các em sẽ được tham gia các hoạt động sinh hoạt và trò chơi tập thể khác, góp phần trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, góp phần hình thành nhân